Hoàng Yến xin chào. Em thấy chị nhé, chị Hoàng Yến nhé. Ngọc Mai xin chào nhé. Các chị ơi, những chị nào đang xem live stream của bên em thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em để em chào tất cả mọi người các chị nhé. Chấm bài cho em này và chia sẻ các hội nhóm cho em nhé. Chị Hương Trần xin chào, chị Ngọc Lê Lô xin chào ạ. Nguyễn Hằng xin chào ạ, chị Thư Phan xin chào nhé, chị Bích Trâm cũng xin chào chị luôn ạ. Chị Trang Phúc Lộc xin chào, chị Nguyệt Đào xin chào ạ. Ok, chị Bích Trâm xin chào. Các chị ơi, các chị chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên xem sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của bên em. Với giá bán là 18k một chiếc váy rất là đẹp luôn đúng không ạ? Một chiếc váy rất là sang luôn ạ. Chị Trần Thanh Thảo xin chào ạ. Chị Anh Thư xin chào nhé, chị Hip Mai xin chào. Chị Hoàng Hằng xin chào ạ. Chị Bùi Phương Thúy xin chào nhé. Các chị ơi, các chị đang xem live stream của em thì chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em này. Và chia sẻ vào các hội nhóm cho em, đặt mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc áo này, váy này của bên em. Với giá bán của chiếc váy này là 18k một chiếc váy được không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn, có hai màu hồng và màu rêu rất là đẹp luôn đấy ạ. Chị Hà Tiêu xin chào ạ, chị Thanh Thảo xin chào nhé. Chị Thảo Hồ này, các chị đem một tí này. Lạnh 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 thì nó bị ấy ra. Chị bé Nguyễn xin chào, các chị ơi chia sẻ các hội nhóm cho em đi ạ. Và đủ mốc 100 người xem đầu tiên nhá. Em sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của em với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Ok, chị Hoàng Yến cảm ơn chị Kiều Linh này. Chị Nhi Con xin chào, Hạt Tiêu xin chào ạ. Chị Trần Thanh Thảo này rồi ạ, chị Nguyễn Tâm xin chào. Các chị ơi, các chị đang xem live của em thì chấm bài cho em và chia sẻ với các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của em. Với giá bán là 18k một chiếc đầm này, rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Có sai thì nhá, có sai thì Băng Tuyết nhá, có sai thì ạ. Chị Tiêu Hạt rồi, cảm ơn chị Thảo này, chị Thảo cảm ơn chị nhá, rồi ạ. Những chị đang xem live stream của bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em này. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của bên em. Với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Rồi ok, váy này bên con có đủ size này. Có rất nhiều màu và đủ size từ size S cho tới size 75kg các chị nhá. Chị Mai Hoàng xin chào, chị Anna Đỗ xin chào ạ. Chị Luân Bích xin chào, chị Anna Võ rồi, chị Phạm Hồng xin chào ạ. Ok, chị Hoàng Yến cảm ơn chị. Chị Phạm Yên. Các chị ơi chia sẻ các hội nhóm cho em nhé. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của em với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Chị Đỗ Trái ớt ơi, xin chào ạ. Em nhìn thấy chị rồi nhá. Chị 60kg mặc size XL cho em, chị Thảo nhá. Ok, chị Kim Anh xin chào, chị Hoài Thương rồi, em cảm ơn chị. Các chị chia sẻ cho em lên mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của em với giá bán là 18k một chiếc váy, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị Ngọc Trinh xin chào. Chị Hoài Thương rồi ạ. Chia sẻ cho em đến mốc 100 người xem đầu tiên bắt đầu xả chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k một chiếc các chị nhé. Chị Mai Anh xin chào, em thấy chị rồi ạ. Chị Mai Hương bướng rồi ạ. Rồi các chị chia sẻ cho em các hội nhóm cho em nhé. Chị ơi lần trước em trúng mini game. Ok chị rồi ạ. Em chỉnh lại cái cam này của nó một chút các chị nhá. Chỉnh lại cam một chút này. Rồi chỉnh lại cam một chút. Ok rồi đấy. Bên này thế này, bên này một tí nữa. Chị Bạch Kim 45kg mặc size cho em Bạch Kim, chị Bạch Kim nhá. Ok em ở ngoài Hà Nội, chị Trần Kim Thanh Thảo ạ. Chị Hương Lưu rồi, ok xin chào Thanh Thảo xin chào. Hôm nay nhiều chị vào sau nhỉ. Ok. À chị Minh Nhật đúng không chị? À em nhớ rồi, chị Hoàng Yến Minh Nhật đúng rồi, em nhớ rồi. Chị Kiều Trang rồi ạ. Chị Kiều Linh xin chào, Trần Ngân xin chào.
Rồi các chị ơi, chia sẻ cho em lên góc 100 người xem đầu tiên nhá. Em sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy các chị nhá. Chị Thảo, Xuân Thảo rồi, chị Kiều Trang rồi, ok chị. Váy mặc đi chơi thoải mái luôn chị nhá. Chị Ánh Ngọc, chị Trần Tiên rồi ạ. Rồi các chị ơi, chia sẻ cho em mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k cho một chiếc váy này đúng không ạ? Đây là váy chứ không phải là áo, và giá bán bên em xả hôm nay xả toàn bộ chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k các chị nhá. Ôi, em chị 65kg, chị Anh Thoa Dương mặc size XL cho em chị nhá. Chị Hoài Thương 44kg mặc size S cho em cho đẹp cho xinh chị nhá. Em cao 1m6, em nặng 47kg và hiện tại cả em đang mặc váy này là size S chị, các chị nhá. Lấy hai màu rồi. Rồi ok chị Thu Nguyễn rồi ạ. À. Ok cảm ơn chị nhá. Chị Quang Anh váy đó bao nhiêu? 18k chị nhá. Chị Trần Tiên 54kg mặc size M cho đẹp nhá, mặc size M cho đẹp. Chị Khang Bùi, chị Hoa Tường Vi xin chào rồi, chị Minh Tâm xin chào các chị ơi. Hôm nay lại xả tiếp tục chiếc váy này bên em này. Với giá bán bên em chiếc váy này của bên em là 18k cho một chiếc váy này đúng không ạ? 18k một chiếc váy này. Bên em có hai màu luôn nhá. Màu hồng này, màu hồng đang mặc trên người vậy như em. Và đây là màu rêu nhá. Màu rêu rất là sang luôn. Thực sự màu rêu thì nó vô cùng sang rồi. Màu về rêu thì bao giờ rất là sang luôn, các chị nhìn thấy đẹp không ạ? Và ok này. Ok chị Minh Nhật, chị Hoàng Yến nhá. Chị Bích Phương 45kg thì chị mặc size S cho em cho xinh thì nhá. Các chị ơi, hôm nay bên em xả toàn bộ váy này của bên em này với giá bán của bên em là 18k cho một chiếc váy này các chị nhá. 18k một chiếc váy này thôi, có hai màu này, có hai màu, màu rêu và màu hồng, rất là đẹp và rất là sang luôn. Màu rêu, màu hồng. Đây là váy, váy này là váy hơi ôm ôm một chút nhá. Và hiện tại thì em đang cầm trên tay em là cả một set size S luôn đúng không ạ? Cả một set size, cả một váy size S luôn, tại vì là hiện tại là em cao 1m6 và em nặng 47kg thì em mặc size S các chị nhá. Chị Hoa Sagia ơi, váy này bên em có giá bán là 18k nhá, chị để lại cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình đúng không chị? Rồi, 18k là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân thôi và 5 lần các chơi hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Đây, váy rất là đẹp và rất là sang luôn, mặc thì rất là đứng nhá, đứng váy nhá, đứng váy chất liệu rất là sang luôn, rất là mát luôn, mùa hè rồi ạ. Chị Ngọc Bích ơi, chị 52kg thì chị vào size M cho em cho đẹp chị nhá. Đúng rồi, chị Phạm Quang Anh nhá, chị để lại số điện thoại cho em và nhớ là quay ra chia sẻ cho em đúng không ạ? Em xin nhắc lại là hôm nay cho em xả toàn bộ chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy này đúng không ạ? 18k một chiếc váy rêu rất là xinh luôn và 18k một chiếc váy hồng rất là sang luôn đúng không ạ? Đây là rất là sang luôn. Kiểu cổ áo của nó thì vô cùng sang luôn các chị nhá. 65kg chị Tô Thủy mặc size XL cho em, để lại cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Ngọc Bùi ơi, em thấy comment của mình rồi chị nhá. Em ở ngoài Hà Nội, chị Mai Anh nhá, chị Trương Thị Liên rồi, ok chị Nhật Vinh cảm ơn chị. Chị Hà Thu lấy size M màu rêu rồi. Còn chị nào muốn mua chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy này không ạ? Thì hãy để lại cho em comment nhá, 18k và kèm theo màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán 18k của bên em chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân thôi các chị nhá, và 5 lần chương hội trợ nhóm cho em ạ. Chị Hương Vũ rồi, xin chào, chúc chị có buổi tối vui vẻ. Chị 40kg, chị mặc size S cho em nhá, chị Carilon nhá, rồi để lại cho em số điện thoại đúng không ạ? Chị lấy màu rêu rồi, chị Thủy Tiên thấy comment rồi nhá, chị Nhật Minh thấy comment rồi. Rồi còn chị nào muốn mua chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k nữa không thì nhanh chóng để lại cho em này, 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi sau đó là các chị nhớ quay ra chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chương hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Là mình đã có thể sở hữu chiếc váy này của em vô cùng đẹp luôn với giá bán là 18k cho một chiếc váy có hai màu luôn, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn đúng không ạ? Và em cao 1m6, em nặng 47kg và hiện tại là em đang mặc váy này size S các chị nhá. Cái size M, size L, XXL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Phan Thị Thu Hà một chiếc màu hồng rồi, cảm ơn chị đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần chương hội trợ nhóm cho em chưa ạ? Chị Phương Tú màu rêu size L rồi, ok còn chị nào nữa ạ? Rồi các chị ơi, muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Ok chị Thùy Thùy, em thấy comment của chị rồi chị nhá. Chị Hằng Đinh, chị 54kg mặc size M cho em, chị Hằng Đinh nhá. Chị Diệp Linh cho em xin số điện thoại đúng không chị? Rồi ok chị Trúc Hồ, rồi cho em xin số điện thoại này, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình và nhớ quay ra chia sẻ cho em đúng không ạ? Quay ra chia sẻ. Em xin nhắc lại đây là đầm không phải là áo chị nhá, đây là đầm, một chiếc đầm của nó, và đây em đang cầm cả set này size S đúng không ạ? Size S luôn nhá. Còn size M, L, XL, XXL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Váy này bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 75kg cơ ạ. 40 tới 75kg các chị nhá, từ 40 cân cho tới 75kg là bên em có size của chiếc váy này đúng không ạ? Với giá bán bên em 18k một chiếc váy này áp dụng cho chị nào mà chia sẻ đủ số lần, 3 lần trang cá nhân và 5 lần chương hội trợ nhóm cho em đúng không ạ?
chị trà mi hồng màu hồng 18k chị nhớ để lại cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình, nhớ quay ra chia sẻ cho em luôn đúng không ạ. Chị Ánh Ngọc ơi, ship Hồ Chí Minh là 30.000 chị nhớ, chị Ánh Ngọc nhớ để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình và nhớ quay ra chia sẻ cho em đúng không chị. Chị Trang ơi, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok, chị Trà Minh Nguyên, em không biết chị là như nào em sao chọn màu cho chị được. Ok, chị Ung Chiêu, chị Như Quỳnh này, chị Thanh Hằng này. Chị Thanh Hằng ơi, 18k một chiếc chị nhá. Bên em có hai màu, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn. Em mặc trên người em là một chiếc màu hồng nhá. Màu hồng thì rất là sang. Màu hồng thì chị nào mà hơi gầy gầy như em một chút thì các chị mặc sang màu hồng cũng được. Hoặc là chị nào mà hơi mập vào một chút ý, thì các chị có thể chọn sang cái màu rêu là màu tối màu các chị nhá. Màu rêu thì nó vô cùng sang và vô cùng đẹp rồi, từ trước nay vô cùng đẹp và vô cùng lạ mắt nhá. Chị Thu Hà, mét 52, nặng 55kg, mặc size L cho em chị nhớ. Chị để số điện thoại cho em và nhớ quay ra chia sẻ cho em để mua váy bên em với giá bán là 18k một chiếc váy được không ạ. Chị Bảo Hân ơi, 57kg thì mặc size L cho em nhớ, để lại cho em số điện thoại và nhớ quay ra chia sẻ cho em. Em xin nhắc lại váy bên em là 18k một chiếc, giá bán bên em áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ. Váy rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ. Chất liệu co giãn và có đủ size các chị nhớ, chất liệu co giãn và có đủ size luôn ạ. Ok, chị Hạnh Tú này rồi. Chị Lưu Kim ơi, chị cho em xin số điện thoại đúng không chị? Ok, chị Nhật Minh chốt 18 rồi đấy ạ. Chị Ánh Ngọc 18k màu rêu rồi. Còn chị nào nữa không ạ? 18k kèm số điện thoại cho em. Và mình nhớ quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em, nhất là các chị không cần bị ẩn comment đúng không ạ. Chị Thúy Hường ơi, ok chị này. Chị Nhật Minh rồi, thấy comment của chị rồi nhá. Ok, chị Lệ Thu này, em thấy comment của chị rồi ạ. Ok nhá, chị Trâm Trần nhá. Chị Trâm Trần, chị Trang Beo 68kg mặc size XL cho em, chị Nguyễn Yến. Chị Huyền Yên, chị Huyền em có thể inbox cho bên em kiểm tra hàng của mình đúng không ạ? Chị Thu Phương bao nhiêu vậy? 18k, chị Thu Phương để lại cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi sau đó là mình nhớ quay ra chia sẻ để mua hàng bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Ô chị là cái máy kia. Ok, chị Kim Anh Nguyễn xếp bé 6 ngày rồi vẫn chưa nhận được hàng rồi. Chị ơi, chị Kim Anh trường có thể inbox cho em kiểm tra hàng của mình, do hàng em một ngày rất là nhiều đơn hàng một ngày nhá. Chị Thúy Hồng 18k màu rêu cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Chị Huyền em nào? Chị Huyền em, chị mua mẫu nào của em ạ chị? Ok, chị Thúy Heo này, chị Nhật Minh 18k màu rêu này, chị Thích Nhi Yến này, em thấy chị rồi nhá. Cái cam này nó hơi bị ấy này. Lấy cái ấy chị đi. Rồi ok. Ok, chị Tuyền Kim 80kg, chị mặc size 3XL cho em chị nhá. Ok, chị Nhi Ninh này một chiếc đúng không ạ? Chị cho em xin số điện thoại chị nhá. Chị Hà Hương thấy comment của chị ơi bên này chị phải. Ok, chị Huỳnh Thúy Mỹ Duyên mua thì 18k chị nhá. Chị Hà Hương rồi ạ. Các chị ơi, 18k một chiếc, 18k một chiếc váy này và với giá bán bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ số lần 3 lần trang cá nhân đúng không ạ? Và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em nhá. Váy bên em thì có hai màu, màu rêu và màu hồng này. Với giá bán của bên em là 18k một chiếc áo đúng không ạ? 18k một chiếc váy rất là đẹp luôn. Váy bên em thì có đủ size từ 40 cân cho tới 75kg, bên em có đủ size của váy này các chị nhá. Đây là một chiếc váy chứ không phải là đầm đâu các chị nhá. Chị Thu Hiền ơi, váy bên em có, váy bên em là 18k một chiếc váy nhá, chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ thôi chị nhá. Ok chị Mai Yến, ok chị Nguyễn Kiều. Các chị ơi, mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để mình không ẩn comment đúng không ạ? Chị Yến Nguyễn rồi, xin chào ạ. Ok chị Mỹ Duyên ơi, váy bên em có giá bán là 18k chị nhá. 18k một chiếc váy này thôi chị ạ. 18k một chiếc váy có hai màu này, màu hồng nhạt và màu rêu rất là sang luôn. Chị nào mà hơi gầy gầy như em một chút thì các chị có thể mặc sang màu hồng nhá, còn chị nào mà hơi mập mập một chút ấy, thì các chị có thể mặc sang màu này cho em nhá. Màu rêu rất là sang luôn đúng không ạ? Màu rêu rất là sang luôn. Và với giá bán của em là 18k cho chiếc váy này rất là đẹp luôn. Váy này là váy cổ V và có cổ rất là sang luôn ạ. Ok chị Hà My nhá, cảm ơn chị rồi ạ. Chị Ánh chưa thấy comment của mình rồi ạ. Chị ơi, các chị ơi, còn chị nào muốn mua váy này không thì để lại cho em nhá, 18k và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân thôi ạ. Rồi, các chị nhớ để điện thoại cho em đúng không ạ? Ok, chị Thanh Nhi Yến 52kg mặc size M cho em chị nhá. Chị Yến nhỏ ơi, em thấy comment của mình rồi. Ok, chị My Á này. Ok, chị My Á nhá. Các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy như là mặc trên người đi ạ. Em thấy nó thực sự cần thiết, rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Ok, chị Ngọc Bùi lấy màu rêu cho em xin số điện thoại. Chị Cute Quan Tâm ơi, sao
sao không vừa, bao không vừa, bao không vừa em là cái gì nhỉ? Ok, chị Nguyễn Thủ Trang, ok, cảm ơn chị, ok ạ. Chị Bùi Trắng, em thấy comment của chị rồi ạ. Các chị ơi, để không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Để không bị ẩn comment các chị nhá. Chị Hà Sinh, ok, chị Huyền Hương Du này rồi. 18k một chiếc váy có hai màu luôn, màu rêu và màu hồng nhạt. Thì em đang mặc trên người đây là màu hồng nhạt. Và hiện tại là em cao 1m6 và em nặng 47kg. Và hiện tại là em đang mặc chiếc váy này là một chiếc size S các chị nhá. Với giá bán bên em là 18k cho một chiếc váy này thôi ạ. 18k một chiếc váy. Và bên em có hai màu, màu hồng và màu rêu. Size của chiếc váy này là từ 40 cân cho tới 75kg. Em có đủ size của chiếc váy này đúng không ạ? Rồi ok, chị Lan Huyền, chị Hồ Lan Anh ơi, thấy comment của mình rồi nhá. Các chị ơi, mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Không ẩn comment các chị nhá. Chị Phạm Phương ơi, chị Phạm Phương ơi, chị có thể inbox cho bên em để em kiểm tra đơn hàng của mình đúng không chị Phạm Phương nhá? Tại vì đơn hàng của em một ngày đơn hàng rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều chị nhá. Váy rất là xinh, rất đẹp luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc này, váy này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Các chị có thể kết hợp với một cái đôi dép Chanel hoặc là một đôi tông rất là sang luôn và rất là đẹp luôn các chị ạ. Váy này váy hơi ôm một chút nên là rất là đẹp. Chị Huyền Chi ơi, em thấy comment của mình rồi. Ok, chị Thảo Vi nhá, chị Hương Jun 18k rồi. Còn chị nào muốn mua chiếc váy này của em với giá bán là 18k một chiếc không ạ thì nhanh chóng để lại cho em này. 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình. Với giá bán của anh em 18k một chiếc là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân các chị nhá. Và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Thu Trần, ok chị yêu của em nhá. Rồi còn chị nào muốn không ạ? Chị Kỳ Diệu rồi, ok chị sao em xin số điện thoại nhá, chị Kỳ Diệu nhá. Chị Hiệu Trần 18k xanh rêu rồi, chị Linh Chi Hoàng thấy comment rồi nhá. Chị Băng Nhi Nguyễn thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Khánh Ly thấy comment luôn rồi, để lại cho em 18k kèm theo số điện thoại. Váy em có đủ size từ 40 cân cho tới 75kg, em có đủ size của chiếc váy này đúng không ạ? Có hai màu, màu rêu và màu hồng. Với giá bán của em là 18k một chiếc váy. Đây là váy chứ không phải là áo các chị nhá, đây là váy. Chị Vân Vân ơi, váy bên em ship được toàn quốc là 30.000 chị ạ, 30.000 đúng không ạ? 30.000 rất là đẹp luôn. Váy cổ V, chị nhìn cổ V rất là sang, cổ V này. Cổ V rất là đẹp luôn. Mùa hè này thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy như em mặc trên người đi, em thấy thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này đấy ạ. Chị Thảo Vi 52kg mặc size M cho em, chị Thảo Vi nhá. Ok, chị Yến Nhỏ thấy comment của mình rồi đấy ạ. Các chị ơi, để mình không bị ẩn comment thì các chị hãy là nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment nhá. Và chắc chắn, để chắc chắn hơn không ẩn comment nữa thì các chị hãy nhớ là ấn theo dõi giúp em để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Đây là size S chị nhá, đây là size S luôn. Chị Hoa Quỳnh ơi, 18k một chiếc với giá bán 18k bên em mà chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần siêu hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Nhật Minh rồi. Ok, chị Đoàn Mạnh Cường, ok, cảm ơn chị. Rồi, còn chị nào muốn mua chiếc máy này của bên em với giá bán là 18k không thì nhanh chóng để lại cho em comment này 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình. Và sau đó là các chị nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mua váy này bên em với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Chị Anh Thư cho em xin màu của chị nhé chị nhá. Ok, chị Thúy Lam này rồi, 18k một chiếc thôi ạ. Chị nào muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em nhé. Để mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Để mình không ẩn comment nhé. Chị Tuyết Nhi ơi, chị Tuyết Nhi chủ thể inbox lại cho bên em kiểm tra đơn hàng của mình đúng không ạ? Tại vì do đơn hàng bên em một ngày thực sự rất là nhiều đơn hàng một ngày chị nhá. Chị Thu Hà rồi ạ. Chị Chi Si, ok, chị Bùi Thương Ngọc rồi. Còn chị nào muốn mua chiếc váy này của bên em ạ? Em xin nhắc lại này, để mua váy này bên em với giá bán là 18k một chiếc váy xả hàng của bên em thì các chị chỉ việc comment này 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình, rồi sau đó là quay ra chia sẻ cho em đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em đúng không ạ, là mình đã có thể mua được váy này bên em với giá bán rất là ưu đãi là 18k một chiếc đúng không ạ. Chị Thúy Nga 55kg thì chị mặc size L cho em chị nhá. Chị Quỳnh Hương bao nhiêu kg mặc vừa, từ 40 cân tới 75kg chị ạ, từ 40 cân tới 75kg chị nhá. Chị Nguyễn Mộc Minh Tâm rồi ạ. Chị Nguyễn Hạnh một chiếc đúng không ạ? Rồi, chị Nguyễn Thị Kim Anh váy đi biển thì bên em có chị nhá. Chị Oanh Nguyễn ơi, rồi bây giờ mình thấy comment của chị đúng không ạ? Rồi, còn chị nào muốn mua chiếc váy này không thì nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại luôn cho em đi ạ. Và các chị ơi, để mua váy bên em 18k thì các chị chỉ việc quay ra chia sẻ cho em để mình không ẩn comment đúng không ạ? Chị Nhật Minh, chị số điệp không cây rồi. Ok, chị này thấy comment của chị rồi nhá. Ok, chị Hường Vũ này. Chị Lương Diễm, em
không cần quan tâm đến những lời các chị nói đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Thị Phương Anh, chị Nhật Minh rồi, 18k một chiếc này, 18k một chiếc áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Thu Trương 18k sale rồi ạ. Các chị ơi, các chị muốn mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em nhé. Và cùng tương tác với em để không ẩn comment đúng không ạ? Và được chốt đơn hàng nhanh chóng với giá bán bên em là 18k một chiếc các chị nhé. Chị Nguyễn Kiều ơi, 66 người ta mày cái gì? Ok, chị Nhàn Lê rồi, chị Trang Hoàng một chiếc, chị 50kg mặc size M cho em chị nhé. Chị Như Ái rồi, ok này, váy bên em đây chị. Váy bên em có hai màu luôn nhá. Hai màu là màu hồng và màu rêu, màu hồng và màu rêu, 18k một chiếc, từ 40 cân tới 75kg là em có đủ size của chiếc váy này đúng không ạ? 40 tới 75kg em có đủ size nhá. Nên các chị mua hàng bên em chỉ việc để lại cho em này, 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Ok, chị Thi Thi, chị Thúy Phạm nhá. Rồi, xin chào rồi. Chúc tất cả các chị có một buổi tối thật vui vẻ đúng không ạ? Chị 48kg mặc size M cho em nhá. Rồi, ok, để lại cho em 18k và kèm theo số điện thoại của mình. Nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Bật tắt đi. Rồi, ok, để em một chút nhá, chị Ngọc Kha nhá. Rồi, còn chị nào mà muốn mua chiếc váy này của anh em thì nhanh chóng để lại cho em comment điện nhanh chóng cho em để chốt hàng 18k trong khoảng 3 phút nữa thôi đúng không ạ? Chú mặc chị 55kg mặc size L cho em chị nhá. Em xin nhắc lại là váy bên em nhá, có cả hai màu, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn. Màu rêu, màu hồng, có hai màu rêu và màu hồng. Màu rêu thì vô cùng sang rồi các chị ạ. Không những sang mà còn lại rất là lạ luôn các chị nhá. Không những sang còn rất là lạ luôn. Đầm đi tiệc thì chị xem trên album ảnh của em nhé chị nhá. Đúng rồi, toàn người không biết và nói linh tinh. Chị Yến Minh nói đúng đấy. Cho nên em có thèm quan tâm, không phải em quan tâm những lời người ta nói. Ok, chị Võ Hiếu nhá, màu rêu rồi, ok. Còn chị nào muốn mua không thì nhanh chóng để lại cho em 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình. Đây là một chiếc đầm và hiện tại thì em đang cầm trên tay em là hai chiếc size S luôn nhá. Còn những chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Phương Hồng Lê rồi, chị 53kg, chị mặc size M cho em chị nhá. Ok, chị Võ Hiếu. Rồi, ok ạ. 48kg chị Hằng Nguyễn mặc cho em size size M, size S cho xinh, size S cho xinh chị nhá. Chị Nấm Nấm ơi, giờ mới thấy comment của chị nhá. Giờ mới thấy comment của chị đấy ạ. Rồi, còn chị nào muốn sở hữu chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k một chiếc váy này không ạ? Đây là váy chứ không phải là áo các chị nhá. Đây là váy và không phải là áo. Và váy bên em thì có hai màu, đây là váy và đầm nhá. Có hai màu, màu hồng và màu rêu rất là sang luôn. 42kg thì chị mặc size S cho em cho xinh nhé chị nhá. Chị Anh Thư ơi, rồi ok chị Anh Thư này rồi. Các chị ơi, em xin nhắc lại là 18k chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ cho các chị nhé. Chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Một chiếc váy rất là xinh luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì mình không thể thiếu những cái chiếc váy này khi mặc ra ngoài đường đâu ạ. Em thấy thực sự là rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhé. Ok, chị Nhật Minh, đúng rồi, chị nói thế là đúng đấy. Và em không bao giờ em quan tâm vào những cái lời người ta nói. Ok, chị Trang Mân, vì mình không làm gì thì không sợ đúng không ạ? Ok, chị Hằng Ni 18k size S rồi, đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chị nào tiểu thuyết cuộc đời, em nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Ok, chị Đăng Anh một chiếc này 18k rồi, nhớ quay ra chia sẻ cho em luôn. Tại vì bên em đã xả rất là rẻ rồi, có 18k trong một chiếc váy này thôi, có hai màu, màu hồng này và màu rêu rất là sang luôn đúng không ạ? Và mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy như em mặc trên người thì em thấy là thực sự thì nó rất là cần thiết trong cái mùa hè này. Không thể thiếu những cái chiếc váy này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Tại vì cái kiểu này là váy này thì nó vô cùng đơn giản luôn. Nó vô cùng đơn giản thôi nhưng thực sự là mặc lên người rất là chất và rất là sang luôn đấy ạ. Và giá của nó thì nó vô cùng rẻ luôn. Trâm Lê đây chị, đây là váy bên em đây ạ. Váy rất là đẹp và rất là sang luôn đấy. Chị nào mà hơi bầu chứ mặc ok thoải mái luôn. Ok chị Hồng Mẫn, rồi nhanh chóng để lại cho em comment nhá, 18k và kèm theo số điện thoại của mình. Nhớ là phải quay ra chia sẻ cho em thì mới được mua hàng bên em với giá bán là 18k một chiếc đúng không ạ? Chị Nga Lưu của em ơi. Bây giờ mình thấy comment của chị nhá chị nhá. Giờ mình thấy comment của chị luôn. Váy này quá xinh luôn. Mà giá bán bên em là giá bán 18k là chỉ áp dụng với những chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân thôi ạ và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhá. Ok chị Phạm Hoanh, cảm ơn chị. Chị Bùi Hoa thấy comment của chị rồi nhá. Chị Minh Anh Bùi. Chị Thi Thi. Ok, xin chào, chúc chị buổi tối vui vẻ đúng không ạ?
Chị Nguyễn Thúy 18 màu rêu rồi, cho em xin số điện thoại chị Nguyễn Thúy nhá. Rồi còn chị nào muốn sở hữu chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k không thì cũng nhanh chóng để lại cho em comment 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình các chị nhá. Em xin nhắc lại là với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân thôi ạ, và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị Lê Thu Hằng 58kg mặc size L cho em cho xinh chị nhá, size L cho em. Ok chị Mizu đợi em một chút. Chị Nguyễn Tuyền này, chị Trà My em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi các chị đợi em một chút này, nhanh chóng cho em này. 18k kèm màu kèm số điện thoại cho em và trong đó là mình nhớ quay ra chia sẻ cho em nhé, để mua hàng bên em với giá bán 18k nhé. Các chị ơi, để mua hàng bên em với giá bán 18k thì thực sự là vô cùng đơn giản luôn. Bước đầu tiên các chị chỉ việc comment 18k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại. Bước 2 quay ra chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em nhé, là mình đã có thể mua váy này bên em với giá bán một chiếc váy bên em là 18k một chiếc đúng không ạ? Ok chị Vân Anh Hồng rồi. Ok chị Nguyễn Phượng cảm ơn chị nhé. Ok chị Cẩm Nhung nhá. Rồi chị nào chưa chia, các chị ơi để tránh không, để tránh được chốt hàng nhanh chóng và không bị ẩn comment đúng không ạ, thì các chị là nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment các chị ạ, không bao giờ bị ẩn comment luôn, không bao giờ luôn. Ok để em chút chị Kiều Trần nhá. 18k một chiếc váy, đây là váy chứ không phải là đầm các chị nhá. Váy bên em có đủ size, đây là màu rêu, em mặc trên người là màu hồng rất là sang luôn. Chị nào mà hơi gầy gầy như em một chút thì các chị có thể mặc sang màu hồng cho em nhé cho xinh, còn chị nào mà hơi mặc màu một chút ý thì các chị có thể mặc sang màu rêu rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Ok rồi chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn thì em bắt đầu chốt 18k đúng không ạ? Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không bị ẩn comment nhá. Để em một chút, các chị để em một chút nào. Rồi, con số may mắn hôm nay đầu tiên bên em sẽ con số nào đây ạ? Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được váy này của bên em nhỉ? Rất là hồi hộp đúng không ạ? Rất là hồi hộp đúng không ạ? Rồi, con số may mắn của xe em sẽ là số này này. Con số may mắn bên em hôm nay sẽ là con số 33 nè. Chị nào có đuôi số điện thoại 33 là nhanh chóng gọi điện về số điện thoại em đang ghi trên màn hình nhá. 0967957966 để em tặng chiếc váy này của bên em với giá bán là 18k đúng không ạ? Rồi, chị tiếp theo nhá. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn. Đúng không ạ? Để mình tránh trường hợp là mình không ẩn comment các chị nhá. Rồi, số tiếp theo em hôm nay là số nào đây ạ? Con số đầu tiên em số 33 nhá. Con số tiếp theo em hôm nay sẽ là con số 21 đúng không ạ? Con số 21, 3321. Chị nào có đuôi số điện thoại 3321 nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại để bên em vào chốt hàng 18k cho các chị đúng không ạ? Em đã tặng các chị phần quà 18k nhá. Rồi, con số tiếp theo của em hôm nay sẽ là con số 07 này. Alo. 33 có người gọi các chị này, 33 có người gọi này. Alo luôn cho nhanh và ngay là alo này. Chị ơi, Facebook của chị là gì đấy ạ? Alo. Alo ạ? À? Không nói gì. Alo. Loa rồi không được. Rồi, con số đầu tiên là con số 38, con số thứ hai con số 21, con số thứ hai là 3 là con số 33, rất là đẹp, rất là đẹp đúng không ạ? Con số tiếp theo hôm nay sẽ là con số 07 này. 07 này, con số tiếp theo sẽ là số 05. Em xin nhắc lại này. Chị nào có đuôi số điện thoại 0607 nhá, 0607 rồi 33 có người gọi rồi. Ghi 33 lại này. Alo ạ, à? Facebook chị là gì? Cho nhỏ nhạc xuống em. Facebook của chị là gì ạ? Sao không nói, không thông điệp gì nhỉ? Rồi, các chị ơi, số 33 thì em đã qua nhé, tại vì không thấy ai nói gì này. Con số tiếp theo bên em 21 có. Alo. Alo. Facebook của chị là gì ạ? Dung Lưu đúng không ạ? Rồi em xin chúc mừng chị là người may mắn mua được váy này bên em với giá bán là 18k nhá. Ok nhá. Chia sẻ thêm cho em đúng không ạ? Rồi ok, cảm ơn chị nhá. Rồi ạ. Rồi con số 21 đã có người gọi rồi. 2133 có người gọi rồi nhá. Bây giờ đến tiếp theo là con số 07. À quên, 060738 là chưa có ai gọi các chị nhá. 060728321 có người gọi xong rồi. Con số tiếp theo của em là 060738. Chị nào có đuôi số điện thoại, chị nào mà có đuôi số điện thoại là 06, chị nào có đuôi số điện thoại là 07 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em này. 33 vừa gọi vừa người gọi rồi. À chưa gọi người gọi. Alo ạ. Facebook của chị là gì? Nụ Phương Phương á?
đậu Phương Phương. Rồi ok, em xin chúc mừng chị là người tiếp theo đã may mắn mua được váy này của bên em với giá bán 18k các chị nhá. Chia sẻ thêm cho em rồi ok. Rồi, thế là con số 33 và con số 21 đã đi qua rồi. Em chỉ còn mỗi 3 số 06, 07 và 38 nhá. 06, 07 và 38. 38 có người gọi rồi này. Alo. Alo ạ. Chị tên Pháp. Facebook của chị là gì ạ? Nhanh chóng giúp em, đang quay trực tiếp đi ạ. Em là Linh Thùy ạ. Linh Thùy rồi, chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo mua được váy này bên em là hạn 18k nhá rồi. 38 qua rồi. Rồi, thế thì em chỉ còn số... Vậy là em chỉ còn số 06 và 07 thôi nha. Em còn số 06, 07 nha. Chị nào chưa có số điện thoại 38 gọi rồi. Chị nào có đuôi số điện thoại 06, 07 nhanh chóng gọi điện về cho em để nhận hàng, nhận quà bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Rồi 07 có người gọi rồi nhá. 07 có người rồi. Alo. Facebook của chị là gì? Facebook chị là gì ạ? Chẳng nghe gì, em chẳng nghe gì cả. À rồi ok, chúc mừng chị nhá. Chúc mừng chị rồi ok rồi. Chị ơi, Facebook của chị là gì ạ? Lâu thế. Cực Tuấn nào ơi. Cực Tuấn à, rồi chúc mừng chị nhá, chúc mừng chị nhá, cảm ơn chị nhá, rồi chia sẻ thêm cho em rồi ạ, xin chúc mừng chị. Rồi, thế các chị ơi, em chỉ còn mỗi một số 06 là chưa ai gọi thôi ạ. Chị nào có đuôi số điện thoại 06 thì nhanh chóng gọi điện cho em để 06 người gọi luôn, vừa nói xong. Vừa nói xong. Rồi, alo. Vâng. Facebook chị là gì? Đuôi của em là 06 ạ, Nguyễn Vân ạ. Nguyễn Vân đúng không ạ? Rồi em xin chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo đã mua được váy này của bên em với giá bán là 18k chị nhá. Chúc mừng chị luôn. Hôm nay mình rất may mắn đúng không ạ? Cảm ơn chị nhá. Rồi em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn chị yêu. Rồi cảm ơn chị. Rồi các chị ơi, 5 số đã đi qua rồi đúng không ạ? Và cái lượt view của em thì đang bị tụt xuống. Đúng không ạ? Và bây giờ các chị cùng tương tác với em này và kéo lượt view, đẩy lượt view cho em lên mốc 800 người xem tiếp theo nhé. Em sẽ chốt tiếp với giá bán bên em là 18k một chiếc đúng không ạ? Và trong khi chờ đợi lên cái mốc 10 lên cái mốc 800 người xem thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn đúng không ạ? Quay trở về với cái giá gốc của váy này. Váy này bên em có mã là V8 với giá bán của chiếc váy này là 190.000 đúng không ạ? 190.000 một chiếc váy này thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy này của anh em với mã là V8 giá bán 190.000 thì để lại cho em comment nhá, V8 và kèm theo số điện thoại của mình. V8 bên em giá bán 190.000 đúng không ạ? Rồi V8 190.000, comment cho em V8 190 nhá chị nhá. Hai màu rêu màu hồng rất là sang luôn. Màu rêu màu hồng chị ạ, màu rêu màu hồng, đây là váy không phải là áo nhá. Ok, thấy comment của chị rồi nhá. Ok, để lại cho em V8 chị Thanh Lương nhá. Em xin nhắc lại là V8 190.000. V8 190.000, ok chị Thanh Lương, chị Thu Phùng chốt đơn V8 rồi nhá. Rồi ok chị Nguyễn Đình Dũng, cảm ơn chị nhá. Rồi để lại cho em V8 và kèm theo số điện thoại của mình. Có mã và có số điện thoại bên em mới chốt được hàng đúng không ạ? Có mã, có số điện thoại bên em mới chốt được hàng nhá. Với giá bán V8 của bên em là 190.000. Váy này bên em sẽ dài đến khoảng gần đầu gối các chị nhá. Gần đầu gối, rồi ok chị Thu Phùng chốt đơn V8 này. Chị Thi Trinh chốt V8 tiếp theo, ok chị Nga Phạm cho em xin số điện thoại đúng không ạ? Váy bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 75 kg. Từ 40 tới 75 kg của chiếc váy này là em có đủ size nhá. Chị Thu Phương chốt đơn V8 tiếp theo, chị Mạnh Vân chốt V8 này. Chị Hoàng ơi, có thể là không phải thế đâu, em không quay trực tiếp nhá, những chị gọi nhanh thì sẽ được chị nhá. Chị Hoàng Hằng chốt V8 các chị ạ. Rồi chị Gucci bên em vẫn là mã H6 chị Thảo Vi nhá. Chị Hoàng Hằng chốt này. Chị Thanh Lương chốt V8 này rồi, chị Phạm Danh ơi hết 18k rồi, để lại cho em này. V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Đình Dũng. Chị Lâm Ngọc Bích cho em xin số điện thoại nhá. Rồi V8 bên em có hai màu, màu rêu và màu hồng nhá. Em chỉ chốt đơn hàng cho những chị nào để lại cho bên em theo đúng cú pháp. Mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Chị Trinh Võ ơi hết 18k rồi nhá. Chị Thu Phùng chốt đơn 18k rồi 190.000 chị nhá. Chị Vi Ngọc ơi hết 18k rồi, vui lòng đừng comment 18k cho em đúng không ạ? Chị Hoài Thu chốt V8, chị Yến Con chốt V8, chị Bình An Hạnh Phúc chốt V8, chị Hiền HT chốt V8, chị Duyên Thủ Thì ơi, chị Duyên Thủy Võ ơi hết 18k rồi, chị Duyên Thủy Võ cho mình vào hơi muộn đúng không ạ? Chị Diệu Nguyễn chốt V8 rồi, chị Ngọc Lâm chốt V8, chị Mẫn Tài chốt V8. Bên em có size từ 40 cân nhá, 40 cân cho tới 75 kg. Chị Hằng Nguyễn ơi, chị không thích thì chị có thể đi ra ngoài bên em đúng không ạ? Và em không quan tâm những cái lời mà chị nói đúng không? Em không hề quan tâm luôn nhá. Chị Ngọc Huyền chốt V8 nhá. Ai đã từng mua hàng của bên em rồi thì đã sẽ biết đúng không ạ? Chị Hoa Nguyễn chốt V8, chị Hoài Thu chốt V8 nhá. Chị Suri Beer hết 18k rồi đúng không ạ? Các chị ơi, bên em chỉ chốt cho những chị nào để lại cho bên em theo đúng cú pháp mã V8 với giá bán bên em là 190.000 đúng không ạ? Ok nhá. Chị Thi Hương chốt V8 này. Chị Quang Anh ơi hết 18k rồi, vui lòng đừng comment 18k nữa đúng không ạ? Em đã quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này là 190.000 rồi đúng không ạ?
Ok, chị Thúy Hằng chốt V8 nhá. Chị Huỳnh Hương chốt V8 này, chị Hương chốt V8 rồi ạ. Chị Phạm Quang Anh ơi hết 18k rồi chị nhá. Váy bên em thì có hai màu, màu rêu và màu rêu và màu hồng rất là đẹp luôn. Chị Út Trần cho em xin số điện thoại. Em xin nhắc lại này, váy viền đen, váy đen không có chị ạ. Chị Su Si ơi em hết 18k rồi chị nhá. Có size XL chị Xuân Nguyễn nhá, để lại cho em nhá. V8 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok, chị Bình An hạnh phúc chốt V8. Em xin nhắc lại là V8 bên em có hai màu nhá chị nhá, có hai màu này, màu hồng và màu rêu rất là sang luôn. Các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình thôi, đúng không ạ? Ok, chị Đỗ Đỗ chốt V8 này, chị Út Trần chốt V8 này, chị Phú Mèo chốt V8 nhá, chị Hạnh Phúc chốt V8 này. V8 em 190.000 đúng không ạ? 190.000 nhá. Chị Cúc Trần ơi 190.000 ạ. Chị Hoa Lê này chốt đơn này. Chị Ngọc Lâm ơi chất vải đấy ạ, rất là đẹp và rất là sang luôn, mặc rất là đứng váy luôn chị nhá. Chị Phạm Quang Anh hết 18k rồi chị nhá. Chị Út Trần ok chốt 18k, à, chốt V9, V8. Chị Thúy Hoàng Tịnh chốt V8, chị Nguyễn Thanh Lương chốt V8. Em xin nhắc lại là mã V8 em có đủ màu và đủ size, có hai màu này, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn đúng không ạ? Màu rêu, màu hồng này. Và với giá bán của bên em một chiếc V8 này là 190.000 một chiếc các chị nhá. 190.000 cho một chiếc váy V8 rất là sang và rất là đẹp. Và mùa hè tới rồi các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy V8 đi, em thấy thực sự là rất cần thiết cho cái mùa hè này nhá. Ok, chị Hiền Lê chốt V8 nhá. Chị Dương Văn Linh chốt V8, chị Hậu Trần chốt V8 này. Ship đi 30.000 chị nhá. Em cao mét 6, em nặng 47kg và hiện tại đang mặc size S chị nhá. Chị Mai Nguyễn chốt V8, chị Dương Văn Linh chốt V8. Ok này, váy chữ A thì bên em không có chị nhá. Em đang chốt cái mã V8 này của bên em có hai màu này, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn. Một giá bán bên em là 190.000 một váy các chị nhá, 190.000 một váy. Em không có nhá, chị Thi Thu Phung nhá. Chị Huỳnh Anh chốt V8 rồi đấy ạ. Ok, chị Tuyết Nguyễn Minh. Ok, chị Thắm Nguyễn ơi, em chưa thấy comment của mình đâu chị ạ, chị có thể comment lại cho em đúng không ạ? Em xin nhắc lại là nhắc lại này. Các chị ơi để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. V8 em có hai màu luôn. Chị Anh Thoa Dương chốt V8, chị Nguyễn Thế Thương chốt V8 này. Rồi còn chị nào muốn chốt V8 thì chốt luôn cho em mã V8 này nhá. V8 em có hai màu, 190.000 rất là rẻ, rất là đẹp. Chị Trúc Nguyễn Quyến chốt V8, chị Mai Chi chốt V8 rồi. Còn chị nào muốn chốt V8 thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Xem váy trắng cổ phía sau là váy nào nhỉ? Đấy là áo không phải là váy đâu chị ạ, đấy là áo Gucci nhá, áo Gucci và áo Gucci và áo Burberry nhá. Chị Thắng Nguyễn chốt V8, chị Mai Chi chốt V8. Dài thì độ dài tới của váy này thì gần tới đầu gối á, gần tới đầu gối rất là đẹp luôn. Và váy này của bên em có size nhá chị nhá. Chị Thanh Ngốc em thấy comment của chị rồi ạ. Chị Minh Ngọc chốt V8 này. Chị Hằng Lê sẽ qua mẫu, chốt nhanh cho em ở đây để em qua mẫu khác đúng không ạ? V8 em có giá bán là 190.000 nhá. Chị Phạm Văn Trung chốt V8 này. Chị Xuân Nguyễn ơi bên em có size XL chị nhá, để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Có mã V8 và có số điện thoại thì bên em mới chốt được hàng đúng không ạ? Chị Yến Nguyễn chốt V8, chị Thắm Nguyễn chốt V8 rồi. Đầm suông bên em có, đầm suông chất cốt tông chị nhá, rất là đẹp luôn, cũng giống như này, rất là đẹp luôn. Em xin nhắc lại này, áo Gucci 170 chị nhá, chị Minh Bích nhá. Không có màu xanh nước biển đâu chị ạ, bên em chỉ có màu rêu thôi chị ạ, bên em chỉ có màu rêu thôi chị nhá. Ok, chị Hải Quỳnh này. Chị Hải Quỳnh 1m56 nặng 60kg mặc size XL cho em, để lại cho em V8 kèm số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Lê Thanh Nguyệt chốt V8 rêu tiếp theo nhá. Chị Hoa Lê 60kg mặc size XL cho em nhá. Rồi, máy màu vàng hoa nhí bên em còn chị nhá. Máy màu vàng hoa nhí máy nào nhỉ? Màu vàng hoa nhí. Chị Phạm Văn Trung chốt đơn rồi ạ. Cho em xem đồng xương nát xem sau nhá. Rồi. Cho em xem cái áo vàng sau đi em. Đây là áo Gucci với em, đây là áo Gucci chị ạ, màu da chị ạ, mã H6170 chị nhá. Và có rất nhiều màu đen trong cùng, treo rất nhiều màu luôn, đây là 170 đúng không ạ? Váy đây là váy 1890 chị nhá. Chị Thục Quyên ơi, váy bên em 190 chị ạ. Chị Hạ Trắng 1m68 nặng 53kg mặc size M cho em nhá. Để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Các chị ơi, để được chốt hàng V8 thì các chị chỉ việc để lại cho em nhá. Mã V8 kèm số điện thoại và kèm màu thôi các chị nhá. Tại vì bên em còn một bộ phận chốt tele sale, gọi điện cho chị cho đơn nữa các chị yên tâm đúng không ạ? Giá 190 nhá, chị Cháu Bác Hồ 190, chị Thị Thu Phùng 190, chị Hải Quỳnh chốt đơn. Đây là váy 190 chị Linh Trần nhá. Chị Mây Trắng có lấy thì cho em, để lại cho em V8 kèm số điện thoại đúng không ạ? V8 bên em có hai màu, đây là váy chứ không phải là áo nhá, đây là váy.
Và váy bên em thì có hai màu, màu rêu và màu hồng, rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy niên mặc trên người đi ạ. À. Em thấy thực sự là rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Rất cần thiết luôn. Và hiện tại thì em cao 1m6 và em nặng 47kg và em đang mặc trên người em là một chiếc váy size S đúng không ạ? Chị Phan Thảo ơi, chị 1m54, chị nặng 56kg, mặc size L cho em nhá. Rồi, ok này. Ok chị Hoa Nguyễn rồi, còn chị làm một chốt V8 nữa không thì chốt luôn cho em mã V8 nhanh chóng đúng không ạ? Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau nhé. V8 em có hai màu, màu rêu và màu hồng. Với giá bán một chiếc V8 của bên em là 190.000 một chiếc đúng không ạ? Váy bên em là 190.000 một chiếc nhá, mã V8 đúng không ạ? Rồi, mã V8 190 để lại cho em mã V8 và 190.000 đúng không ạ? Chị Trần Khánh Huyền chốt V8 tiếp theo nhá. Ok chị Nguyễn Thị Nhung, để em một chút em sẽ qua mẫu khác ngay đúng không ạ? Em sẽ chốt lót cái mã V8 này của bên em trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ qua mẫu khác nhá. Nên còn chị nào muốn chốt mã V8 thì chốt luôn cho em mã V8 đúng không ạ? Chị Mỹ Duyên ơi, đầm 190 để lại cho em mã V8 kèm số điện thoại. V8 có hai màu luôn, màu rêu và màu hồng, rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Thanh Thanh ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Ok chị Tịnh Phúc này, 190.000 thì Tịnh Phúc nhá. Chị Mẫn Nhi ơi, váy bên em thì có đủ size từ 40 cân tới 75kg chị nhá, 40 tới 75kg. Đây rất là đẹp, rất là sang, các chị nhìn rất là sang đây ạ. Chất liệu mùa này rất là mát luôn. Chị Thu Phùng 51kg mặc size M cho em chị nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã V8 này nó không thì chốt luôn cho em mã V8 nhá. V8 bên em này có giá bán là 190.000 một chiếc đúng không ạ? V8 190 nhá, V8 190 có hai màu và có đủ size từ 40 tới 80kg, rất là sang luôn. Và các chị ơi, cách nhìn cổ áo là cổ áo rất là sang luôn đúng không ạ? Cổ áo thì vô cùng sang luôn. Chị làm mà hơi mập một chút ấy, nữa chị các chị có thể mặc sang màu rêu cho em cho đẹp nhá. Còn chị làm mà hơi gầy gầy như em một chút ấy thì các chị có thể mặc sang màu hồng cho em rất là sang luôn. Ok, chị Thị Thư Phùng chốt đơn chị ở phía trên rồi nhá. Để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V8 em có giá bán là 190.000, rất là đẹp và rất là sang luôn ạ. Ok, chị Minh Villa chốt V8. Rồi ạ, còn chị làm một chốt mã V8 thì chốt luôn cho em để em qua mẫu khác đúng không ạ? Chị Kim Minh Huỳnh ơi, chị 1m55, chị mặc 49kg, mặc size S cho em, à, cho size M cho đẹp chị nhá. Chị Đỗ Hương ơi, giá bán 190.000 chị ạ, like sẽ qua mẫu khác các chị nhá. Váy 3 tầng hoa nhí. À, váy 3 tầng hoa nhí là váy nào nhỉ? Chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox cho em đúng không chị Hiền Bùi nhá. Em xin nhắc lại là mã V8 của bên em có hai màu này, màu hồng và màu rêu, rất là đẹp luôn. Và ok, chị Thanh Thanh Nhàn lấy màu hồng thì cho em xin số điện thoại và ấy đúng không ạ? Và để cho em xin mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Ngọc Hân bây giờ mới vào đúng không ạ? Chị Ngọc Hân ơi, váy bên em là mã V8 và với giá bán V8 là 190.000 một váy chị nhá. Váy này bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 80kg. Nên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình thôi ạ. V8 em có giá bán là 190.000 một váy nhá. Đây là váy chứ không phải là áo các chị ạ. Đây là váy không phải là áo các chị nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Chị Trúc Nguyên Nguyên inbox địa chỉ rồi đúng không ạ? Ok chị nhá, rồi. Còn chị nào muốn chốt được không thì chốt luôn cho em mã này nhanh chóng đúng không ạ? Hai màu rêu màu hồng rất là sang luôn. Váy này rất là đẹp luôn. Và bên em có hai màu nhá, màu rêu màu hồng với giá bán là 190.000 một chiếc đúng không ạ? V8 bên em có giá bán là 190.000 một chiếc. Hiện tại trên cửa hàng Giáng My bên em đang bán váy này là 260.000, nhưng trong livestream này em giảm từ 260 xuống còn 190.000 một chiếc đúng không ạ? Chị Lý Hồng ơi, váy V8 bên em 190.000 chị nhá. Chị Hương Táo hết 18k rồi ạ. Vui lòng đừng comment 18k nữa cho em nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã V8 này cơ không thì chốt luôn cho em mã V8 nhá. Em sẽ chốt cái mã V8 này trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái mã V8 này đúng không ạ? Nên còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã V8 này luôn nhanh chóng đúng không ạ? Để em còn qua mẫu khác các chị nhá, để em còn qua mẫu khác đúng không ạ? Mặc rêu đi ạ. Rêu bên em thì như thế này chị ạ. Rêu bên em sẽ như này chị nhá. Rêu bên em sẽ như thế này đấy ạ. Chị Trần Thanh Thảo hết 18k rồi nhá chị nhá. Chị hôm nay vào hơi muộn đúng không ạ, chị Trần Thanh Thảo nhá. Còn chị nào muốn chốt cái mã V8 nữa không thì chốt luôn cho em mã V8 này các chị nhá. Để em còn kết thúc cái livestream này ạ. Chị Vinh ơi, chị 50kg mặc size M cho em đi chị nhá. Chị Vân Phạm ơi, váy 190 ạ. Ok thì cho em xin số điện thoại nhá chị nhá. Chị Thắm Nguyễn, váy dày chất mua hàng bên em các chị yên tâm về chất vải cũng như là mẫu mã và giá cả đúng không ạ? Ok chị Thùy Trâm chốt đơn V8 tiếp theo nhá. Chị Yến Nguyễn chốt đơn V8 này.
Chị Vân Phạm 190 chị ạ, 190 chị nhá. Rồi 190 cho chị ạ, 190 mã V8. Chị Vân Phạm bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Thế Chu Lê ơi, váy bên em là mã V8 với giá bán là 190.000 chị nhá. Còn chị làm một chốt mã V8 nữa không thì chốt luôn cho em mã V8 để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Ok, chị Thanh Nhàn đào chốt V8 tiếp theo. Em ở ngoài Hà Nội nhé, chị Phương Trúc Trúc nhá, em ngoài Hà Nội đấy ạ. Lát em sẽ qua mẫu các chị nhá, lát em sẽ qua mẫu. Em chỉ là nhân viên thôi, em phải làm theo quy định của shop em, lát sẽ qua mẫu sau đúng không ạ? Đầm công chúa thì là em không có chị ạ. Cốt tông nhá chị Lê Hùng. Chị Trần Thông ơi, giá bán váy V8 190 thì nhá, 190 rất là đẹp và rất là sang luôn. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy nha, mặc trên người đi ạ. Em thấy thì thực sự là rất là cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Mùa hè này rất cần thiết chiếc váy này đi ạ. Cái chiếc váy này thì vô cùng nó kiểu dáng nó đơn giản thôi nhưng thực sự là mặc lên người rất là sang và chất luôn đấy ạ. Mặc lên người rất là sang và chất luôn. Và váy này bên em có hai màu nhá, hai màu rêu màu hồng rất là sang luôn này, màu rêu màu hồng này rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Anh Thoa Dưa, để em một chút chị nhá. Còn chị làm một chốt V8 không thì chốt luôn cho em mã V8 được không ạ? V8 được không ạ? V8 hai màu. Đây là váy không phải là áo nữa các chị ạ. Bỏ áo ạ, tay ra em thấy tay nào chính tay này đúng không ạ? Đầm công chúa em không có chị ạ. Còn chị làm một chốt mã V8 được không thì chốt luôn cho em mã V8 để em kết thúc cái livestream này các chị nhá. Long Long Điên Lê. Ok thì Thanh Thanh cảm ơn chị. Vì em chỉ là nhân viên thôi chị, em chỉ làm theo quy định của shop em thôi chị ạ. Chị Kim Tình cho em V8. Chị Kim Tình cho em xin mã V8 luôn chị nhá. Em ở gần đấy chị ạ. Chị Lý Hùng nhá. Chị Nguyễn Phương Thảo ơi, váy bên em V8 với giá bán 190.000 chị ạ. Chị Phạm Khanh ơi, 190.000 mã V8 nhá. Chị Khương Hà Nguyễn ơi, váy 180.000 à 190.000. Em cao 1m6 và em nặng 47kg chị Lệ Giang ạ. Ok chị Nguyễn Thực hôm nay may mắn đúng không ạ? Rồi ok chị. Chị Thị Anh ơi, 63kg mặc size XL cho em nhé chị nhá. Để lại cho em V8 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Ngọc Ngọc Bèo Nguyễn ơi, 58kg mặc size L cho em, để lại cho em V8 kèm số điện thoại nhá. Chị Kim Tình muốn lấy thì cho em xin số điện thoại luôn nhá. Mã V8 em có giá bán là 190.000 một váy rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một cái chiếc váy như em mặc trên người đi ạ. Em thấy thực sự là nó rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị nhá. Mình đi đâu cũng cần tới nó luôn, như mình đi chơi với người yêu, đi chơi với bạn bè, chơi với chồng đúng không ạ? Rất là cần thiết tới nó đấy ạ. Ok, chị Kim Huỳnh My chốt V8 tiếp theo, V8 nhá. Có mẫu nào ngoài V8 không? Em sẽ like sau với chị Huỳnh Tuyết Mai nhá. Rồi còn chị làm muốn chốt cái mã V8 nữa không thì chốt luôn cho em mã V8 đúng không ạ? V8 190.000 rất đẹp luôn đúng không ạ? Vâng đúng rồi nhá chị An Nhiên nhá. Em cao 1m6 và em nặng 47kg chị ạ. Ôi sao nhiều người có mẫu nhỉ. Chị Kim Tình chốt V8 tiếp theo nha các chị ơi, em sẽ qua một cái mẫu này này. Chị Thi Anh chốt V8. Chị Trịnh Dương ơi, ship 30.000 chị Trịnh Dương nhá. Em sẽ qua một cái váy suông, cái này váy suông. Đằng trước của nó sẽ như thế này. Đằng trước như thế này, đúng không ạ? Còn đằng sau của nó sẽ là váy quét eo nhá chị nhá, váy quét eo rất là sang luôn, đây là váy. Chị nào thích của em thì comment cho em nhá, hoặc chụp lại màn hình cho em. Váy này bán 220 rất là đẹp, rất là sang luôn. 220 có rất nhiều màu luôn, màu hồng này, màu xanh và màu đen nữa các chị nhá. Rất đẹp luôn. Màu đỏ bao nhiêu, màu đỏ là màu gì nhỉ? Em thì có màu đỏ đó chị. Chị Nguyễn Chi ơi, chị 55kg, chị mặc size L cho em, chị Nguyễn Chi nhá. Để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Trịnh Dương ơi, ship đi các tỉnh là 30.000 chị nhá. Để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại cho em đi ạ. Chị Kim Tình ơi, 60kg, chị mặc size XL cho em chị nhá. Chị Hà Ngân ơi, váy 190, mã V8 được không ạ? Màu đỏ bao nhiêu ạ? Màu đỏ là váy nào chị nhỉ? Chị Mộc An An nhỉ? Váy body đang mặc là 190, chị Lạc Thị nhá, mã V8 đúng không ạ? Các chị em xin nhắc lại, đây là mã V8 của bên em nhá. V8 em có hai màu, màu rêu, màu hồng rất là sang luôn các chị ạ. Màu rêu, màu hồng. Chị ZK Trần ơi, đây là váy nhá, không phải áo ạ. Váy 190 chị nhá, đây là váy. Chị Ánh Thoa ơi, em sẽ like các mẫu sau đúng không ạ? Em làm theo quy định của shop em đúng không ạ? Chị Đỗ Hương ơi, đợi em một chút nhá. Chị Nguyễn Chi ship 30.000 chị ạ.
Rồi còn chị là muốn chốt mã V8 thì chốt luôn cho em mã V8 đúng không ạ? V8 em có giá bán là 190.000 một váy. Có hai màu, màu hồng và màu rêu rất là sang luôn đúng không ạ? Hồng và rêu rất là sang luôn các chị nhá. Không có màu đen chị Lạc Thị ạ. Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã V8 này trong khoảng 3 phút nữa thì em sẽ kết thúc cái livestream này các chị nhá. Nhiều người bảo em qua mẫu quá nhưng mà em này chỉ là nhân viên thôi, em không được phép qua mẫu các chị ạ. Trong một livestream thì em sẽ chốt một mẫu được không ạ? Để cho các chị dễ chốt đi ạ. Ok, chị Nguyễn Chi chốt V8 rồi, xin 30.000 rồi. Còn chị nào muốn chốt cái mã V8 nữa không thì chốt luôn cho em mã V8 nhá. V8 em có giá bán là 190.000 thôi ạ. Chị Mai Hương Lê, chị 40kg mặc size S cho em cho xinh chị nhá. Để lại cho em V8 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Có hai màu luôn. Chị Du Kim ơi, bao nhiêu về em? 190 chị nhá, chị Du Jin nhá. Chị lấy để lại cho em V8 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? V8 em có hai màu này, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn. Đây là váy chứ không phải là áo. Đây là kiểu của nó, kiểu cổ V nhá, cổ V rất là sang luôn ạ. Và hiện tại thì em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy size S các chị nhá. Rồi còn chị làm một chốt V8 nó không thì chốt luôn cho em để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Như Nguyễn ơi, váy bên em 190, chị Như Nguyễn nhá. Chị Du Jin váy 190 ạ, mã V8 nhá. V8 có hai màu luôn, màu rêu rất là sang luôn. Đây màu rêu đây. Váy cổ V rất là sang luôn ạ. Chị Hồng Mai 30k đúng rồi ạ. Chị Ly Hồng nhá, 25 hoặc 30k thôi chị ạ. Chị Cao Phong Nguyễn mét 6 nặng 52kg mặc size M cho em chị ạ. Chị Cao Phung Nguyễn nhá, để lại cho em V8 và kèm theo số điện thoại của mình. V8 em có hai màu, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn. Còn chị làm một chốt V8 nữa không để em kết thúc livestream ạ. Còn chị làm một chốt cái mã V8 nữa không thì chốt luôn cho em mã V8 để em kết thúc cái livestream nhá, tại vì thời gian em live cũng khá lâu rồi ạ. Chị Minh Minh ơi, màu đen em không có chị nhá. Chị Trần Ngọc Ánh ơi, 18k hết đầu chương trình rồi nhá. Chị vào hôm nay vào hơi muộn đúng không ạ? Còn chị nào muốn chốt cái mã V8 nữa không thì chốt luôn cho em mã V8 để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Ngọc Thảo ơi, váy bên em là 190.000 chị nhá. Mã V8 nữa không có màu đen đâu chị Minh Bình ạ. À chị Minh Bình đúng không ạ? Minh Bình. Ok, chị mắt to chốt đơn. Rồi còn chị nào muốn chốt mã này bên em đúng không ạ? V8 190.000, có hai màu rêu và màu hồng rất là sang luôn đúng không ạ? Hai màu rêu màu hồng rất là sang luôn nhá. Đây là váy chị Thúy Hoàng nhá, váy 190 mã V8 đúng không ạ? Ok, chị Phan Yến ơi, váy 190 chị nhá, cho em xin mã V8 kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Nguyễn Anh Minh V8 màu hồng 190.000, chị Nguyễn Anh Minh nhá. Để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Em cao 1m6, em nặng 47kg và hiện tại đang mặc size S nhá chị nhá. Chị Thanh Thủy ơi, chị 1m58 nặng 60kg mặc size XL cho em cho đẹp chị nhá. Các chị mua hàng bên em này chỉ việc để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V8 em có hai màu, màu rêu và màu hồng rất là sang luôn. Đây màu size S này. Còn đến chiếc size M, size L, XXL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Các chị ơi, em sẽ đứng đây và chốt lốt cái mã V8 trong khoảng 1 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này các chị nhá. Chị quán chổi lá 64kg mặc size XL cho em á, chị quán chổi lá nhá. Để lại cho em mã V8 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Burberry bên em nhá, Burberry và Gucci. Chị nào thích thì có thể comment cho em mã H6 đúng không ạ? Đây là mã H6 bên em này. Đây là mã H6 bên em, đây là áo Burberry nhá và Gucci đúng không ạ? Chị nào mà thích cái mã này thì có thể comment cho em mã và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Đây là mã này, mã H6 bên em là giá bán bên em là 170.000 đúng không ạ? 170.000 có rất nhiều màu luôn. Đây là áo Burberry và áo Gucci bên em nhá. Rồi, Burberry của em này, mã H6 này, H6 170.000 này, đúng không ạ? H6 170 này. Rồi ok chưa ạ? H6 170 màu đen này. H6 170 màu cam đúng không ạ? H6 170 màu đỏ Burberry nhá. H6 màu hồng nút, đây hồng nút rất là sang luôn. Rồi, áo này thì bên em có đủ size từ 40 cân tới 75kg chị nhá. Chị Phan Điền ơi, 170 này. Chị Quyên Trúc 170 này. Màu rêu 64kg mặc size XL cho em nhá, chị quán chổi lá nhá. Để lại V8 cho em kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi, em sẽ kết thúc cái livestream bây giờ ngay đi ạ. Đây là H6 màu hồng nút này. Còn đây là H6 màu đen đúng không ạ? Burberry nhá, đây là Burberry nhá. Ừ,
Chị nào mà thích có thể chụp lại màn hình cho em đúng không ạ? Cái mã em vừa rơi cho chị xem là mã H6 nhá. Rồi các chị ơi, còn bây giờ thì thời gian em like cũng khá lâu rồi thì em xin phép kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị nào muốn mua cái mã nào của bên em mà chưa kịp comment thì các chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của shop em đúng không ạ? Mã V8 em là 190.000 nhá, có hai màu rêu, màu hồng nhá chị Phạm Hòa nhá. Còn chị nào mà thích cái mã vừa xong là mã H6 em vừa đưa ra thì các chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox cho em. Cái mã đấy của em là H6 và với giá bán là 170.000 một áo nhá, từ 40 cân cho tới 75 kg đúng không ạ? Còn bây giờ thời gian em like cũng khá muộn rồi thì em xin phép em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Và các chị là nhớ là bật cái chế độ theo dõi của shop em này để khi bên em có livestream thì các chị có thể cập nhật những cái mẫu mới thường xuyên của em nhất đúng không ạ? Áo đằng sau bao nhiêu là áo nào chị khoảng lặng chị lại màn hình cho em nhá chị nhá. Rồi còn bây giờ em sẽ kết thúc cái livestream này nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi cái livestream của em suốt từ đầu chương trình tới bây giờ đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.